Xin chào tất cả các em. Như các em đã biết là trong thời gian vừa qua rất nhiều các bậc phụ huynh cũng như là học sinh, nhất là các em học sinh sinh năm 1997, tức là thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015, có rất là nhiều thắc mắc. Trong đó có một cái thắc mắc rất là quan trọng, đó là chúng ta nên cái chọn khối nào, nên chọn ngành nào để nó có ưu thế trong cái việc là tăng cái khả năng đỗ đại học trong cái kỳ thi năm 2015. Thì chính vì thế cho nên là thầy cũng đã nghiên cứu các tài liệu, và hôm nay thầy xin chia sẻ chúng ta một số cái kinh nghiệm, một số cái quan điểm riêng của thầy nên như thế nào cho nó tốt. Đó là cái nội dung của thầy là chiến lược chọn môn thi cho cái kỳ thi quốc gia, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Như các em đã biết là cái thời gian dự thi năm nay nó đã rút ngắn rất là nhiều. Bởi vì là chúng ta đã chỉ tổ chức một kỳ thi thôi với hai mục đích. Và các em ở đây cũng phải nhớ là ở đây là không phải là gộp hai kỳ thi là một, mà đây là chúng ta một tổ chức một kỳ thi cho đỡ tốn kém và dùng trong hai mục đích. Thế thì thời gian thi đã rút ngắn hơn, và đến trung tuần của tháng 6 đã bắt đầu rồi, tức là vào mùng 9, mùng 10, 11 và 12 tháng 6 năm 2015 diễn ra. Cho nên đến cái thời điểm này thì có lẽ chúng ta phải tăng tốc cái quá trình ôn tập để có thể đi vào cái vấn đề là luyện đề, luyện dạng để có thể đáp ứng được cái kỳ thi năm tới. Tuy nhiên, đấy là những người đã xác định rõ ràng khối thi, xác định rõ ràng trường thi. Tuy nhiên có một số thành phần là đến bây giờ chưa biết là chọn như thế nào. Thì sau lát nữa thầy sẽ trao đổi với chúng ta là nên làm như thế nào, nên chọn cái môn nào để phù hợp với cái việc thi cử năm nay. Đối với môn thi thì năm nay có hai, cũng kế thừa cái thành tựu của năm ngoái, cũng kế thừa cái ưu điểm năm ngoái, đó là bộ đã rút ngắn còn 4 môn thi, trong đó có 3 môn bắt buộc là môn văn, môn toán, môn tiếng Anh, và một môn tự chọn trong 5 môn lý, hóa, sinh, sử, địa. Lý, hóa, sinh, sử, địa. Thế thì thầy sẽ tư vấn chúng ta là theo từng khối chúng ta thi, rồi là những người chưa rõ ràng về khối thi thì nên chọn những môn như thế nào. Nhìn vào một cách tổng thể, chúng ta thấy là ba môn văn, toán, tiếng Anh đó chính là ba môn của cái khối trước kia gọi là khối, bây giờ người ta gọi là tổ hợp môn xét tuyển. Khối đó là khối D1 văn, toán, tiếng Anh. Đây thực sự là một cái cơ hội nhưng cũng là một thách thức đối với những học sinh là có lực học trung bình hoặc là trung bình bình kém hay trung bình yếu, thì chúng ta hơi bất lợi bởi vì là tất cả các học sinh đều có thể tham gia được khối D1. Đấy, nó là cơ hội đều có thể tham gia, nhưng đó cũng là thách thức. Bởi vì nếu mà chúng ta không vượt qua một cái ngưỡng nào đó thì cái việc là chọi cạnh tranh với các bạn khác là rất là khó khăn, nhất là những em không có lợi thế về môn tiếng Anh. Tuy nhiên có những cái bạn là vẫn có thể tham gia được khối D1 với điều kiện là bạn phải khá hẳn hai môn kia là môn toán và môn văn. Tuy nhiên cũng phải suy nghĩ lý do tại sao lại thế, bởi vì rất là nhiều trường người ta có cái điểm Anh văn nhân hệ số 2. Đấy. Thế thì các em cũng phải cân nhắc, nhất là những học sinh có lực học trung bình hoặc là trung bình khá, hết sức lưu ý. Thế bây giờ thầy sẽ phân tích ra chúng ta sẽ nên chọn khối nào khi chúng ta đang học theo khối. Bởi vì thầy biết là hầu hết các em khi vào lớp 10 đã định hình cho mình một cái khối mình sẽ thi trong cái kỳ thi đại học, đúng không? Vào tháng 7 hàng năm đấy. Nhưng bây giờ lại chuyển về cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Cái cấu trúc của đề các và cái vấn đề liên quan là thầy sẽ nói sau, và các em lưu ý rằng là thầy nói tư vấn các môn thi ở đây là dành cho học sinh sinh năm 1997, tức là thi vào năm 2015 này. Còn những em mà thi thêm, tức là đã từng tốt nghiệp rồi mà thi lại thì sẽ thi như thế nào, thì đến đoạn cuối của cái clip này thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta, rồi thầy sẽ trả lời một số cái hỏi liên quan đến những cái em mà ngoài đối tượng này muốn tham gia cái kỳ thi đại học năm 2015. Thứ nhất là thầy muốn nói đến đối tượng đầu tiên là khối D1, tức là tham gia 3 môn văn, toán, Anh. Thì chúng ta đã có một lợi thế rất lớn rồi, chúng ta đã học rất là kỹ 3 môn văn, toán, tiếng Anh rồi. Thì định hình từ đâu? Bây giờ chúng ta chỉ còn chọn một môn tiếp theo nữa để thi. Thế thì đến đây thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào năng lực của mình.
mình đang mạnh ở khía cạnh nào thì mình tham gia chọn theo môn thi của môn thi đó. Thầy lấy ví dụ như thế này, những người có khả năng phân tích cái tính thời sự, phân tích tính thời sự, tính lịch sử của một vấn đề, chúng ta khái quát tổng hợp phân tích được, có kỹ năng đó thì chúng ta nên chọn khối sự, nên chọn môn sử. Nên chọn môn sử. À, nên chọn môn sử chúng ta có thể vẫn có thể thi cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia được, đúng không? Để xét tốt nghiệp. Tuy nhiên là khi xét đại học thì chúng ta chỉ có một cái phương án duy nhất là tham gia vào các trường đại học, các ngành học có liên quan đến khối đề 1. Còn các khối khác thì lại rất khó khăn. Tương tự như thế, đối với những người chọn môn địa, ví dụ chọn môn địa chẳng hạn, thì môn địa chúng ta chỉ dành cho tốt nghiệp thôi. Và những người chỉ muốn thi khối D1 thì nên chọn địa. Bởi vì địa được sử dụng gì? Sử dụng Atlas, coi như là sử dụng tài liệu mà không ai ngăn cản chúng ta, đúng không? Tức là phải có kỹ năng khai thác thông tin về dữ liệu ở trong đó, về số liệu này, về biểu đồ này, về lược đồ này, để phát hiện ra khoáng sản chẳng hạn, ví dụ thế. Đấy là những người có khả năng đọc, xử lý số liệu ở trong cái Atlas thì nên chọn môn địa. Tuy nhiên cũng chỉ là thi được khối chỉ được dự tuyển vào khối D1, đúng không? Như thế là người đó chỉ chọn 4 môn là có thể làm được điều đó. Tuy nhiên là theo thầy thì những bạn nào mà có thiên hướng tự nhiên một chút, tức là học toán khá hơn một chút, thì nên chọn môn lý. Lý do là những cái tư duy toán học giúp chúng ta làm bài tập vật lý rất là dễ, rất là dễ. Nhất là cái trong cái tình cái hoàn cảnh hiện nay là chúng ta thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tức là cái hai mục tiêu, một tiêu thứ nhất là xét tốt nghiệp, mục tiêu thứ hai là xét đại học, cho nên cái lượng cơ bản sẽ được tăng lên. Theo thầy phán đoán thì môn lý nó khoảng 50-60% là cơ bản. Tức là chúng ta học lý thuyết trên lớp, nắm chắc lý thuyết trên lớp, kiến thức của thầy dạy trên lớp là chúng ta có thể làm được 5 điểm. Đúng không? Tuy nhiên là đến điểm 6, điểm 7, điểm 8 chúng ta phải đầu tư hơn nữa. Có thể tự học, cũng chưa cần phải đi học ở nơi nào đó, đúng không? Có thể tự học thông qua các trang mạng, lấy bài tập về tự luyện và trao đổi, chia sẻ với các bạn khác. Thế thì một trong những cái trang mà được nhiều học sinh đánh giá và quan tâm đó là trang tuyển sinh 247. Các em vào đấy có hệ thống bài tập rất là nhiều, nhất là cái vấn đề trao đổi với các bạn khác ở trong cái Facebook của các thành viên của môn lý chẳng hạn, hoặc các môn khác cũng như thế, rất là đông đảo, và có thể bạn hỏi sẽ có bạn khác trả lời và các em sẽ có một cái kiến thức rất là tuyệt vời. Còn một cái điểm nữa mà thầy vẫn nói vui là kiểu gì cũng làm hết được bài tập vật lý, kiểu gì cũng làm hết được đề vật lý. Rồi đến cái một buổi nào đó thầy sẽ trao đổi chúng ta là chiến lược làm bài thi vật lý như thế nào, đúng không? Nhưng đây là một cái môn được thi trắc nghiệm, cho nên kiểu gì cũng hoàn thành được 100% bài. Vấn đề là kết quả như thế nào còn tùy thuộc vào từng người. Thế thì nếu mà chọn môn lý thì khối được dự xét tuyển, tức là tổ hợp các môn, đúng không? Là khối D1 và khối A1, tức là toán lý Anh. Và như các em đã biết là khối A1 là rất nhiều trường, rất là nhiều ngành năm nay là người ta bắt đầu, năm ngoái đấy, từ năm ngoái đã bắt đầu là chọn, bởi vì nó rất là có lợi cho những cái môn, ví dụ cái ngành ví dụ như là liên quan đến công nghệ thông tin. Toán học là cái cơ sở, cái gốc để người ta học công nghệ thông tin, đúng không? Tiếng Anh là gọi là cái ngôn ngữ để người ta lập trình, ngôn ngữ để người ta khai thác, người ta đọc tài liệu. Đấy, môn lý là một cái gì đó logic liên quan đến kỹ thuật, thì đấy là một cái lợi thế, cho nên rất là nhiều trường liên quan đến kỹ thuật người ta và công nghệ thông tin người ta chọn khối A1. Và nếu mà nói về cái trường đại học sư phạm mà nơi thầy đã học thì nó sẽ là thêm một cái ngành rất là hot mà bây giờ ra trường kiểu gì cũng có việc ngay, đó là cái ngành là dạy vật lý bằng tiếng Anh, rất nhiều trường quốc tế và cơ hội việc làm cũng như là cái thu nhập rất là ổn. Thế chúng ta cũng là một cái chúng ta cũng quan tâm. Còn cụ thể từng ngành, từng trường như thế nào thì trang tuyển sinh 247 đã cho chúng ta một cách nhìn tổng thể, cập nhật liên tục những cái trường, các ngành người ta đưa ra cái đề án là xét tổ hợp môn nào. Tuy nhiên theo thầy được biết thì hầu hết là phần lớn là người ta vẫn giữ theo các khối ngành truyền thống, khối ngành truyền thống. Và cái tổ hợp môn xét thì nó cũng hầu hết là theo cái khối của các năm đã thi đại học, cho nên các em cũng đôi phần yên tâm, đúng không? Tiếp tục là thầy nói đến khối A, tức là ba môn toán lý hóa. Thế thì
chúng ta mới có một môn toán trong cái kỳ thi trung học phổ thông, đúng không? Thì chúng ta cần phải thi thêm môn lý, môn hóa. Thì nếu mà thi môn lý, môn hóa thì chúng ta dự được thêm rất là nhiều cái khối chúng ta có thể xét tuyển, ví dụ như là khối D1, A, A1, A2. A2 là các môn toán, hóa, anh. Bây giờ là bắt đầu có cái gọi là cái khối A2. Ví dụ như trong sư phạm thì là dạy hóa học bằng tiếng Anh, còn các ngành khác liên quan đến ngành hóa sinh, ngành công nghệ, thực phẩm chẳng hạn, thì theo thầy thì người ta sẽ có những cái ngành ví dụ như là như thế để mà thi khối A2. Tuy nhiên là người ta, các em lại phải thi tới 5 môn. Thế thì cái chiến lược ôn tập cũng phải lưu ý, cũng phải thay đổi, đúng không? Môn nào là chính, môn nào là phụ, đúng không? Ví dụ khối A là chính thì chúng ta các môn lý hóa thì phải học như nào, toán lý hóa học như nào. Còn môn văn, môn tiếng Anh để thêm khối A1, khối D1, A1 thì chúng ta phải học như thế nào? Phải học ví dụ như là mục tiêu của tôi là phải 6 điểm hoặc là 7 điểm để có thể sẵn sàng được vào được những cái trường mà mức khá, mức trung bình. Đấy. Đấy là những cái bạn đang theo học khối A cũng không lo lắng lắm, bởi vì là theo thầy là những người có tư duy về tự nhiên thì học các môn văn rất là đơn giản. Thầy nghĩ như thế này, văn hay là một môn nào đó đều là một môn khoa học. Thì chúng ta phải có dàn ý ra, chúng ta viết chữ nghĩa sạch sẽ, rõ ràng bố cục nội dung, và kết hợp với việc là hàng tuần thường xuyên lên trang tuyển sinh 247 vào lúc 8:30 buổi tối ngày thứ năm hàng tuần thì các em sẽ được cô Phạm Thị Phu Phương sẽ chia sẻ chúng ta về những cái kiến thức này. Tiếp theo là thầy xin nói đến những bạn học sinh đang theo khối B, theo đuổi một cái ngành mà theo thầy là được đánh giá rất là cao, đó là những ngành liên quan đến bác sĩ, những ngành liên quan đến dược, y và dược. Và rất là những bạn này rất là thông minh, bởi vì nếu mà không thông minh, không giỏi thì không thể thi được khối này. Bởi vì năm ngoái năm kia đã có những người mà tới 27 điểm năm kia. Có những người tới 27 điểm vẫn gặm ngùi chia tay với giảng đường đại học, trong đó có những người 24 điểm mà sẵn sàng đỗ thủ khoa. Bởi vì là người ta chọn đúng ngành, vừa sức mình. Đấy cũng là điều chúng ta cũng phải cân nhắc. Chúng ta phải thi thêm 2 môn hóa và sinh, tức là thi tổng hợp là 5 môn. Sẽ được dự thi được dự xét tuyển các khối là D1, B và A2. Tuy nhiên những cái trường này thì thường là ít, ngành là ít hơn. Tuy nhiên là nếu mà đã đam mê rồi thì cũng cứ nên chọn thôi. Bởi vì mình đam mê, mình có sức, mình có khả năng thì hãy chọn và có chiến lược ôn tập ngay từ bây giờ để có một cái kiến thức vững vàng nhất, sẵn sàng bước vào cái kỳ thi này một cách hiệu quả nhất. Tiếp tục là nói đến những người chọn môn văn sử địa với khối C. Khối C thì lâu nay thì được phân thành 2 đối tượng. Nếu khu vực thành thị thi thì thường là những học sinh có tư duy tốt, thông thường là thế, bởi vì người ta mới sẵn sàng thi vào những cái môn có tính phân tích, có tính xử lý cái tức là phân tích, là tổng hợp, vân vân, để xử lý các thông tin, rồi là phân tích sự kiện lịch sử, rồi là đưa ra những quan điểm, đưa ra những cái nhận xét về cái tình hình kinh tế, ví dụ thế, thì người ta mới chọn môn sử, môn địa. Còn nếu không có những cái tư duy đó mà chỉ nghĩ là 3 môn sử địa, 2 môn sử địa văn, 3 môn văn sử địa mà chúng ta nghĩ là học thuộc thì chắc chắn những người đó sẽ điểm không cao. Kể cả môn văn, nếu chỉ gọi là học thuộc thì theo một bài văn mẫu nào trình bày thì chắc chắn điểm không cao. Nhất là vấn đề bây giờ là người ta ra, Bộ Giáo dục ra là đề mở, bám sát những cái vấn đề liên quan đến thực tiễn xã hội. Thì chúng ta không thể làm một cách máy móc được, không thể thuộc lòng được, thuộc lòng sẽ thất bại. Cho nên những người cân nhắc, những người chọn thi khối C cũng phải rất sức cân nhắc. Còn cái khu vực nông thôn, khu vực 2, khu vực nông thôn thì rõ ràng là rất là nhiều em chọn. Có 2 đối tượng, hoặc là học sinh rất là xuất sắc được thi tỉnh hoặc là thi quốc gia thì hay chọn khối C theo cái sở trường của mình. Tuy nhiên một lực lượng cũng không nhỏ là chả biết thi môn nào, thôi chọn 3 môn hợp lòng,
biết đâu đấy mình sẽ đỗ. Đấy, thế thì cũng có thể là một phương án. Vì biết đâu là cái việc học thuộc của em kết hợp với việc là chúng ta có một chút tư duy riêng của cá nhân vào thì lại đạt được một cái điểm vừa phải, vừa đủ để đỗ đại học. Thế thì chúng ta cũng phải quan tâm. Thế thì những người này sẽ phải thi 5 môn. Môn thì cũng 5 môn nhưng cũng chỉ dự được hai cái tổ hợp môn xét tuyển, đó là khối D1 và khối C. À, đây là những người đang theo khối C. Tuy nhiên có một lực lượng rất 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 nhỏ đến thời điểm bây giờ thì chưa biết là chưa xác định được khối thi, chỉ biết là học. À, rồi có một số người là buông xuôi. Và thưa thầy, thầy bảo hỏi là thế thì đợt này thi cái gì hả em? Thưa thầy, chắc là em thôi em thi tốt nghiệp xong ở nhà em đi học ngành, học nghề. Cũng có thể chấp nhận được bởi vì là mình biết được mình như thế nào. Tuy nhiên với cái điều kiện năm nay thì ba môn bắt buộc đã là văn, toán, tiếng Anh rồi, cho nên mình cứ thử sức đi, thử cơ hội của mình xem thế nào. Thì theo thầy chúng ta cũng nên đầu tư thêm một môn nào đó nữa, và đầu tư thêm ba môn văn, toán, tiếng Anh để có điểm tốt hơn được nữa, tốt hơn nữa để chúng ta có thể ít nhất là thi được khối D1. Khối D1 là khối rất là nhiều trường bây giờ người ta cũng chọn, đúng không? Rồi là chúng ta sẽ chọn thêm một môn nào là thế mạnh của mình, là thế mạnh của mình. Và những người mà chưa xác định được khối thi thường là những học sinh là cũng là học lực trung bình. Học lực trung bình, mà đã học lực trung bình thì cái vấn đề chúng ta phải bỏ nhiều thời gian để học nhiều môn, thầy nghĩ là rất là khó. Và trong đó là có một cái môn mà kiểu gì cũng làm hết, đó là môn lý, môn hóa, môn sinh, kiểu gì cũng làm hết. Và môn lý thì thông thường nó gắn liền với tự nhiên nhiều hơn, có thể phán đoán được cái kết quả suy luận, tức là làm theo phương pháp loại trừ hay là suy luận một cách logic theo cái vấn đề thực tiễn, thì chúng ta cũng có thể phần nào khoanh được những cái đáp án hoặc là trả lời được những cái đáp án đúng. Cũng như là việc chúng ta phải quan tâm là với bài trắc nghiệm thì chắc chắn kiểu gì chúng ta cũng làm hết được bài, đúng không? Thế nhìn một cách tổng thể chúng ta sẽ thấy một điều là D1 là khối chiếm ưu thế. Nó là cơ hội, cũng là thách thức. Cho nên hãy cân nhắc và đầu tư thời gian tốt hơn nữa. Tuy là chúng ta có một cái thông tin rất là vui, đó là sau khi biết điểm thi rồi chúng ta mới cân nhắc việc là chọn trường nào, ngành nào mới nộp hồ sơ xét tuyển vào cái trường đó, ngành đó. Tuy nhiên là để kết quả tốt, hiệu quả cao, theo thầy, theo quan điểm của thầy thì chúng ta không thể chọn sau được. Mà bây giờ hãy tìm hiểu một cái trường mà mình đam mê. Bởi vì một trong những cái việc là để ra trường có việc không, để ra trường đi làm có thấy cảm thấy thú vị không, rồi là có hiệu quả không, là chúng ta chọn đúng nghề, phù hợp năng lực và chúng ta phải ưa thích. Đấy thì vậy chúng ta phải tìm hiểu trường mình thích đã, là số 1 đã. Còn những cái vấn đề chọn thêm kia là số 2, số 3, số 4, đúng không? Chọn thêm thì chúng ta phải cân nhắc và tìm hiểu trước. Hãy chọn cho mình một trường, vài trường nào đó mình mong muốn, sau đó hãy chọn luôn môn đi. Và bây giờ lập kế hoạch ra thời điểm nào học đến cái phần nào, thời điểm nào tăng tốc, thời điểm nào sẽ chuẩn bị về đích. Và chắc chắn khi đã chọn được nghề trước, chọn được cái ngành trước, chọn được cái trường trước, chọn được cái khối trước, và chúng ta có kế hoạch ôn tập thì thầy nghĩ là các em chắc chắn sẽ thành công. Đấy là một số cái ý kiến của thầy về cái việc là chọn môn thi của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015. Và sau đây thầy xin trả lời một số cái vấn đề, cũng là thêm một số cái thông tin về cái kỳ thi này mà các em học sinh năm 97 cũng như các em học sinh trước đó đã tốt nghiệp còn thắc mắc. Sau đây thầy xin chia sẻ thêm những cái thông tin về cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015. Trước tiên là thầy nói đến cái bao quát về cái cấu trúc đề thi năm 2015. Theo cái định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì năm nay đổi mới mạnh mẽ và đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực học sinh. Đánh giá tức là dạy theo hướng phát triển năng lực học sinh. Đương nhiên là đánh giá sẽ đánh giá theo cái hướng là đánh giá về năng lực học sinh. Đấy. Chính vì thế rất là nhiều cái môn, ví dụ như là môn địa hay môn sử thì đã tăng cường những cái câu hỏi mở rộng, ngay cả môn văn cũng thế. Và chúng ta có đánh giá theo năng lực. Thầy lấy ví dụ đánh giá năng lực như thế nào? Tôi có một cái sự kiện xã hội như thế thì phân tích cái sự kiện đó theo quan điểm cá nhân là như thế nào. Tuy nhiên là phải phân tích theo cái khía cạnh có cái cơ sở khoa học của nó, chứ không phải là phân tích một cách bừa bãi, đúng không? Thế thì cấu trúc năm 2000 đề thi năm 2015
là tăng cường độ phân hóa, nhiều câu hỏi mở. Câu hỏi mở thực ra là rất là vui với một số học sinh, nhưng mà cũng rất là khó khăn. Không phải là đơn giản đâu. Nếu mà chúng ta không có một cái kiến thức đa dạng, không có một cái kiến thức vững vàng, thì chúng ta không bao giờ trả lời câu hỏi mở. Mặc dù mở nhưng cũng không phải đơn giản. Thế thì cấu trúc của đề thì nó tương tự như cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 cũng như là đề thi đại học năm 2014. Bây giờ là nó là sự giao thoa của hai cái loại đề đó. Thế thì nội dung nó vào cái gì? Nội dung nó vẫn bám sát chương trình kiến thức của lớp 12. Vẫn bám sát chương trình kiến thức lớp 12. Còn việc là liên quan đến lớp 11 một chút, liên quan đến lớp 10 một chút là có một cái sự phát triển kiến thức từ lớp dưới lên lớp cao. Thầy lấy ví dụ như thế này. Ví dụ như là môn lý của thầy chẳng hạn là phần điện chẳng hạn. Thực ra là nếu người ta lấy vào lớp 11 chẳng hạn thì chắc chắn sẽ có phần điện. Lớp 11 có điện đúng không? Nhưng mà điện một chiều nó vẫn có sự liên hệ đến cái điện xoay chiều. Những cái công thức liên quan ví dụ như cường độ dòng điện hay là điện lượng chẳng hạn thì người ta vẫn có thể hỏi đúng không? Hoặc là liên quan đến điện tích thì nó sẽ có định luật Coulomb của lớp 11, ví dụ thế. Tuy nhiên là cái phần chính, cái phần người ta khoét sâu vẫn là của lớp 12. Cái kia là chỉ cái bổ trợ kiến thức cho lớp 12 thôi. Đấy. Cho nên chúng ta cũng không phải lo lắng nhiều. Không phải lo lắng nhiều, cứ trọng tâm lớp 12. Chỗ nào có liên quan một chút thì chúng ta mới quay lại. Chứ đừng có mà hỗn độn rồi cái gì cũng tham một chút, quay cá về lớp 10 học, không có thời gian và lúc đó hiệu quả không cao. Thứ tiếp theo là đề thi vẫn có hai phần, là phần cơ bản hay là gọi là phần dễ trung bình và phần khó. Phần dễ trung bình là dành cho những cái học sinh chỉ xác định của mình là tốt nghiệp thôi, mục tiêu là xét tốt nghiệp. Tuy nhiên là dễ thế thôi, nhưng học sinh mà quá kém thì chắc chắn cũng chưa chắc đã được điểm trung bình đâu. Đấy, đối với những học sinh bình thường thì hoàn toàn mục tiêu điểm trung bình để xét tốt nghiệp là hoàn toàn có thể, đúng không? Cho nên là có hai phần từ dễ đến khó. Dễ dành cho đối tượng là xét tốt nghiệp trung học phổ thông, và phần khó tức là cái phần phân loại học sinh. Gọi là phân loại thì đúng hơn là gọi là khó, đúng không? Phân loại cho nên nó có nhiều khi nó chỉ là những cái câu hỏi rất là bình thường, nhưng mà nếu không có cái liên hệ thực tiễn hoặc là không có cái kiến thức về liên môn, ví dụ như là hiện tượng điện phân nó liên quan đến hóa học chẳng hạn, không có kiến thức liên môn, hoặc là hiện cái dòng điện trong chất bán dẫn chẳng hạn, thì không có kiến thức liên môn với hóa học một chút thì chúng ta cũng không thể làm được. Còn nếu mà có một chút kiến thức chúng ta hoàn toàn có thể làm được, không khó, tức là không ở mức đánh đố, đúng không? Mà chỉ là dùng để phân loại học sinh và cũng là đánh giá năng lực học sinh. Ví dụ người ta cho một cái sơ đồ thí nghiệm như thế này, hỏi đây là cái sơ đồ thí nghiệm để xác định đại lượng nào, thì chúng ta phải có kiến thức về thực hành, đúng không? Năm ngoái vừa rồi đã có một cái kiến thức, một cái câu hỏi rất là đơn giản về cái việc là sử dụng đồng hồ đo điện đa năng. Câu hỏi đơn giản học sinh lớp 6 có thể trả lời được nếu học sinh đó đã được tiếp xúc với thí nghiệm, đúng không? Nhưng nếu mà học sinh lớp 12 chưa được bao giờ tiếp xúc thí nghiệm thì đương nhiên không bao giờ trả lời được. Tiếp tục là đề thi, người ta thông thường ra theo 4 mức. Vẫn đảm bảo 4 mức. Mức thứ nhất là mức nhận biết. Nhận biết tức là thuộc là biết cái công thức đấy để áp dụng thay số, ví dụ thế. Thứ hai là thông hiểu, vận dụng. Thứ ba là vận dụng, thứ bốn là vận dụng nâng cao. Đến vận dụng là bắt đầu phân loại được học sinh rồi, còn vận dụng nâng cao thì chọn những học sinh điểm 9, điểm 10. Đấy. Thì chúng ta cũng nắm bắt được điều đó. Có tính phân hóa học sinh. Và đề thi đòi hỏi học sinh phải vận dụng kiến thức tổng hợp liên môn. Ví dụ như là 3 môn có sự tương đồng là lý hóa sinh, đúng không? Còn môn 2 môn có sự tương đồng là toán và tin. Đấy, là có sự tương đồng. Ví dụ là cái toán giải quyết vấn đề của công nghệ thông tin thì toán học phải là cái gì? Và ngay cả vấn đề toán với lý để giải quyết cái bài toán mà tính cái thể tích của một cái vật có hình thù đặc biệt chẳng hạn, thì rõ ràng là người ta không thể tính theo công thức thông thường mà người ta phải tính theo tích phân. Ví dụ thế, đấy là ý nghĩa của tích phân. Tuy nhiên là theo phán đoán của thầy thì chắc là người ta ra những cái vấn đề liên quan đến liên môn cũng hơn năm ngoái 1-2 câu thôi, bởi vì là chúng ta chưa được học cái kiến thức về liên môn từ lớp 10. Thế cho nên là cái việc đánh giá về liên môn thì theo quan điểm của thầy sẽ là ít, rất ít.
Còn kiến thức về kiến thức về, về 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 liên quan những cái vấn đề của thực tế thì thầy nghĩ sẽ tăng hơn một chút, bởi vì liên quan đến thực tế thì các em là hoàn toàn có thể làm được nếu để ý, đúng không? Đề thi các môn môn thi khoa học xã hội như ngữ văn, lịch sử, địa lý chẳng hạn thì người ta sẽ ra theo hướng mở và khắc phục cái tình trạng học thuộc lòng của học sinh. Lâu nay chúng ta cứ nghĩ văn sử địa là gì? Là học thuộc. Thế bây giờ người ta sẽ ra những cái câu hỏi rất là mở, giúp học sinh nào cũng có thể là vui vẻ, cũng có thể làm được. Tuy nhiên là mức độ sâu sắc của từng người nó sẽ là khác nhau, tùy thuộc vào kiến thức của từng người. Muốn thế chúng ta phải học nhiều thôi. Có nhiều kiến thức thì chúng ta sẽ có nhìn nhận vấn đề một cách bao quát nhất, khái quát nhất và sâu sắc nhất. Các môn vật lý, hóa học, sinh học vẫn theo hình thức trắc nghiệm. Và theo thầy nghĩ là vẫn là 90 phút thôi. Và 50 câu chung cho tất cả các đối tượng không có phân ban. Đây, theo cái chương trình chuẩn hết. Có một điểm tiếp theo, đấy là toàn bộ những cái điều trên thầy chia sẻ là về cái một số những cái điểm lưu ý của kỳ thi của Quốc gia Trung học phổ thông năm 2015. Có một điều lưu ý nữa là chúng ta được đăng ký các ngành trường thi sau khi thi. Như lúc đầu thầy đã nói là đây là một cái cơ hội nhưng cũng là một cái thách thức, đúng không? Tuy nhiên là chúng ta phải chọn trước, chứ không phải đến thời điểm nó bắt đầu chọn thì nó không còn cái sự hiệu quả nữa. Cho nên đến thời điểm bây giờ là các em đã phải chọn được cái trường thi, ngành thi mà mình mong muốn rồi. Từ đó mới đưa ra gì? Đưa ra môn, đưa ra cái việc chọn môn, sau đó đưa ra một chọn môn thì bắt đầu mới là ôn như thế nào. Đấy, tức là chúng ta biết được cái đầu ra của chúng ta là như thế nào, cái cần của chúng ta là như nào, chúng ta phải lần lại chúng ta phải chọn môn nào, phân bố thời gian để ôn tập như thế nào, kế hoạch ôn tập ra sao. Đấy là cái điểm rất khác biệt của năm nay. Thế thì các học sinh mà tốt nghiệp năm trước thì thi như thế nào? Thế thì các học sinh đã tốt nghiệp năm trước hoặc là những học sinh liên thông thì sẽ căn cứ vào cái trường của mình muốn thi, ngành của mình muốn thi, người ta xét tổ hợp là những môn nào. Và các em chỉ thị việc thi những môn đó thôi. Chỉ việc thi những môn đó thôi, đúng không? Và các em hoàn toàn có thể thi nhiều môn hơn nữa để xét những cái trường mình mong muốn. Tuy nhiên là lực lượng mà đã tốt nghiệp rồi thì đã định hình cho mình là sẽ thi môn gì, sẽ thi trường nào, ngành nào rất là rõ rồi. Cho nên người ta thường là chọn, các em thường là chọn những cái môn là môn tổ hợp xét tuyển của cái trường đó, ngành đó. Còn học sinh mà năm 2000 mà sinh sinh năm 1997, tức là thi năm 2015 này, hoàn toàn có thể thi tối đa 8 môn. Nhưng theo thầy phân tích và theo thầy khuyên là nên chọn tối đa là 5 môn thi thôi. Không là chúng ta phân bố lực lượng, mà đã phân bố lực lượng thì dễ thất bại. Dễ thất bại. Cho nên chúng ta hãy chọn vừa môn, tối đa là 5 môn, mà ai quá chắc chắn rồi thì chỉ nên chọn 4 môn để mà xét, đúng không? Còn 5 môn thì thầy nghĩ sẽ nhiều em chọn hơn, lựa chọn hơn, bởi vì là tăng cái ngành xét, đúng không? Tuy nhiên là tăng ngành xét đồng nghĩa với việc nhiều người có cơ hội như thế. Nhiều người có cơ hội như thế thì chúng ta phải là nổi bật hơn. Cho nên là cân nhắc giữa cái việc là học 5 hay 4 hay nhiều hơn nữa. Nhưng tối đa chỉ là 5 thôi, theo thầy là như thế. Còn việc chấm thi thì các em sẽ hoàn toàn yên tâm về cái sự công bằng. Bộ Giáo dục đã đưa ra phương án thì Bộ Giáo dục phải nghĩ ra cái cách để khắc phục cái điểm yếu, khắc phục cái nhược điểm, khắc phục cái tiêu cực, chắc chắn là sẽ là nghiêm túc, và chúng ta có sức, chúng ta có trình độ thì chúng ta sẽ đỗ đại học. Chúng ta sẽ đỗ đại học. Tốt nghiệp thì không bàn nhiều ở đây, sẽ đỗ đại học. Chứ chúng ta đừng lo là chúng ta giỏi nhưng mà không đỗ đại học, học sinh kém hơn lại đỗ đại học, cái chuyện đấy sẽ khó xảy ra, rất khó xảy ra. Bộ Giáo dục đã phân thành các cụm thi đối với học sinh là chỉ thi dự thi để tốt nghiệp hay không thôi thì có thể thi ở sở, đúng không? Thi ở các cụm là các sở. Và nếu mà thi để chọn vào ngành để thi vào đại học nào đó thì các em phải dự thi ở một trường đại học nào đó. Và tất nhiên là hệ thống giảng viên và giáo viên gọi là có trình độ chuyên môn rồi, là có cái tâm huyết nghề nghiệp, có cái sự công minh, sẽ trông coi một cách rất là chặt chẽ và đảm bảo tính cân bằng tính công bằng cho các em.
Và các em nhớ là cái bây giờ cái thuật ngữ người ta sử dụng, người ta không gọi là khối thi nữa đâu, mà người ta gọi là tổ hợp các môn xét tuyển. Một số cái trường nghệ thuật rất là những cái trường gọi là rất đặc thù như nghệ thuật hoặc là năng khiếu thể dục thể thao chẳng hạn, thì người ta sẽ cần phải có thêm môn nào. Thì có ngoài cái môn thi tốt nghiệp thì người ta phải tổ chức cái môn gọi là năng khiếu, rồi là tổ chức cái môn gọi là yêu cầu bắt buộc. Ví dụ như là làm những trường nghệ thuật thì phải có khả năng văn học tốt, thì người ta phải xét thêm môn văn chẳng hạn. Thì đấy là tổ hợp ngoài ba môn bình thường như các nam có thể người ta lấy thêm xét thêm một vài môn nào đó, ví dụ như môn văn hoặc là môn tiếng Anh. Tiếng Anh là một cái cơ sở để giúp người ta giao lưu, người ta học hỏi được tốt nhất, đúng không? Thế thì các thí sinh tự do, tức là thí sinh thi liên thông hay thí sinh đã tốt nghiệp thì cũng công bằng như cái thí sinh bắt đầu năm nay về thi tốt nghiệp lớp 12. Nhớ là chúng ta vẫn đảm bảo sự công bằng, vẫn phân loại bình thường như thế. Và cái tổ hợp các môn khác nhau thì thụ thuộc của trường đại học. Và hy vọng rằng là những cái kiến thức, những cái trao đổi của thầy thì giúp cho chúng ta có một cái niềm tin vững chắc, có một sự tự tin, đủ sự tự tin để bắt đầu ôn tập và tổng lực để đến tháng 6 chúng ta có thể có một cái thành tích tốt nhất và đỗ một trường đại học. Và khi đó quay lại xem cái clip này của thầy thì đã thấy là xem với cái trạng thái khác, với tâm thế khác, vui vẻ hơn, phấn khởi hơn, bởi vì mình đã chọn đúng trường, mình có kế hoạch hợp lý và mình đã thi đỗ, và không những đỗ mà đỗ rất là cao. Và thầy xin kết thúc cái buổi tư vấn ở đây và chúc các em có cái tâm lực, có sức khỏe để đạt kết quả cao nhất trong cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.